Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức được cập nhật liên tục 24 giờ qua. Phương Anh thay mặt trong ban biên tập xin được kính chúc quý vị ngày mới có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đẩy lui nạn công quyền gia trưởng. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng ưu tiên quan hệ gia đình sẽ khiến cho chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung bị suy giảm, cùng với đó là nguy cơ tha hóa của mỗi cơ quan đơn vị. Một điểm mới được nhấn mạnh nổi bật trong quy định 114/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ là sự nghiêm khắc hơn với các biểu hiện lạm quyền, quyết định tùy tiện dựa trên yếu tố quan hệ gia đình. Theo định nghĩa của quy định 114 thì vợ chồng, bố mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng hoặc bố mẹ của người trực tiếp nuôi dưỡng vợ chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của bản thân hoặc vợ chồng được xác định là những người có quan hệ gia đình. Định nghĩa nêu trên cho thấy sự mở rộng hơn về phạm vi xác định người thân so với quy định 205-2019, vốn chỉ xác định những người có quan hệ gia đình, bao gồm vợ chồng, bố mẹ của vợ chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột. Những người có quan hệ gia đình theo quy định 114 không chỉ giới hạn bởi các quan hệ trực tiếp với người có chức vụ, mà còn mở rộng ra cả những người có quan hệ thân gần với vợ chồng của người có chức vụ không chỉ cảnh báo những người có chức vụ không được để người thân gây ảnh hưởng đến công tác cán bộ, không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời tham gia ban lãnh đạo đơn vị. Một điểm mới nữa là quy định 114 còn đặt ra nguyên tắc không để người thân đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong 13 lĩnh vực cụ thể, bao gồm nội vụ, thanh tra, tài chính ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án và viện kiểm sát ở trung ương hoặc cung cấp ở một địa phương. Hiện tượng công tác cán bộ ở nước ta bị chi phối bởi các yếu tố nhất thân nhì quen, đặc biệt là yếu tố quan hệ gia đình đã được đảng nhận thức từ lâu, cảnh báo cũng như nghiêm cấm thông qua hàng loạt các quy định. Gần đây đã được sửa đổi và bổ sung, điển hình như quy định số 08-2018 về nêu gương, quy định số 205-2019 về chống chạy chức chạy quyền, quy định số 37-2021 về những điều đảng viên không được làm. Công quyền, gia trưởng, Tình trạng công sở bị thần hữu hóa dựa trên các quan hệ cá nhân, gia đình, dòng họ là hiện tượng có thể xuất hiện ở mọi quốc gia, kể cả các nước phương Tây và Mỹ trong giai đoạn đầu chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội công nghiệp. Tại các nước thuộc khu vực văn hóa A Đông, với truyền thống coi trọng thiết chế gia đình, quan niệm phổ biến từ xa xưa vẫn coi quốc gia cũng như một gia đình mở rộng, thì hiện tượng công sở bị chi phối đến mức méo mó bởi các quan hệ gia đình càng dễ xảy ra hơn và khó xóa bỏ hơn khi mà nền kinh tế xã hội và bộ máy công quyền vẫn đang trong tiến trình hiện đại hóa theo hướng duy lý. Những nguy cơ dễ thấy nhất của nền hành chính gia trưởng là tạo cơ hội cho sự chuyên quyền, độc đoán của những người có chức vụ, tiếp đó là khả năng những người có thẩm quyền lợi dụng vị trí công việc để mưu cầu lợi ích cá nhân. Hệ lụy nghiêm trọng nhất từ các nguy cơ nêu trên là người đứng đầu cơ quan đơn vị có thể dễ dàng theo đuổi việc tối đa hóa lợi ích cá nhân, khiến cho tình trạng tiêu cực, tham nhũng có thể diễn ra nghiêm trọng mà rất khó ngăn chặn. Là một quốc gia Á Đông đang phát triển, tình trạng công sở bị chi phối bởi các quan niệm và lợi ích cá nhân vẫn diễn ra khá phổ biến ở nước ta cho đến hiện nay. Khi đi ứng tuyển việc làm, thì người lao động thường huy động mọi mối quan hệ quen biết, gần gũi để có thể nhờ vả khi vào cơ quan nhà nước cán bộ công chức viên chức vẫn bị ảnh hưởng bởi các quan hệ gia đình thể hiện qua lối xưng hồ bác cô chú cháu không ít các vị thủ trưởng khi mới được đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý sẽ có thể thoải mái tuyên bố mục tiêu xây dựng cơ quan đơn vị trở thành một gia đình thứ hai nơi mà mọi người có thể sống và làm việc đầy tình cảm thân mật như những người ruột thịt trong một gia đình chính trong bối cảnh đó tình trạng công tác cán bộ bị chi phối bởi các quan hệ gia đình có điều kiện phát tác dẫn đến hiện tượng con ông cháu cha, bố mẹ làm lãnh đạo thì tranh thủ quy hoạch bổ nhiệm con cháu mình, hoặc tôi giúp đỡ con cháu của anh chị thì anh chị lại giúp đỡ con cháu tôi. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong thời gian thực hiện quy định 205 đã có 50 trường hợp cán bộ có quan hệ gia đình được bố trí công việc khác, 5 trường hợp bị đình chỉ công tác và chức vụ và 190 trường hợp phải tạm dừng có thời hạn làm việc quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đẩy lùi vấn hạn. Không khó để chỉ ra những hậu quả nghiêm trọng từ tình trạng công sở bị biến thành không gian gia đình, quan hệ công việc, nhất là công tác cán bộ bị chi phối bởi quan hệ thân quen. Đáng lo ngại nhất, nếu không kiên quyết ngăn chặn, là yếu tố cùng dòng máu gia đình dòng họ sẽ có thể lấn át các yếu tố về phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ làm việc. Bên cạnh những bức xúc bất bình có thể dẫn đến mất đoàn kết nội bộ đơn vị, về lâu dài, tình trạng ưu tiên quan hệ gia đình sẽ khiến cho chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung bị suy giảm cùng với đó là nguy cơ tha hóa của mỗi cơ quan đơn vị tuy nhiên chúng ta cũng cần ý thức rằng loại bỏ ảnh hưởng của các quan hệ gia đình trong các cơ quan nhà nước ở nước ta không phải là việc dễ dàng nói cách khác vấn nạn nhất thân nhì quen ưu tiên con cháu chỉ có thể bị đẩy lùi nếu mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý đều đề cao sự duy lý đặt lợi ích của cơ quan đơn vị lên trên tình cảm và lợi ích của bản thân để ban hành các quyết định về công tác cán bộ dựa trên phẩm chất và năng lực thực sự của mỗi cá nhân thể hiện ra thành kết quả công việc cụ thể. Bức xúc dư luận, trung tâm triển lãm xây 10 năm chưa xong, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm hướng xử lý khi trung tâm triển lãm Thủ Thiêm tổng vốn hơn 800 tỷ đồng triển khai 10 năm vẫn dang dở. Đề nghị được ông Cao Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi giám sát tình hình đầu tư công ngày 9 tháng 5 Trước tình trạng trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố ở khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức đã bị trễ hẹn 8 năm. Công trình này rộng hơn 18.000 m2, quy mô 5 tầng, được khởi công năm 2013 do ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Về sau dự án được chuyển sang cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố. Với kiến trúc hai khối đặt nghiêng trụm vào nhau, khối thép tạo hình tam giác, Trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, dự án sẽ xong vào năm 2015. Sau đó ngày hoàn thành được gia hạn thêm một năm, nhưng đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành và dừng thi công cho đến nay. Theo ông Bình, năm nay Trung tâm triển lãm Thủ Thiêm được bố trí vốn 250 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Với tiến độ này, công trình khó có thể hoàn thành vào năm 2025. Chưa kể sau 6 năm dừng thi công, nhiều hạng mục thuộc dự án đã bị xuống cấp, cần phải đánh giá kỹ chất lượng mới có thể khởi động lại công trình. Dự án trước đây đã được tạm ứng khoảng 85 tỷ đồng bố trí cho các nhà thầu và đến nay chưa được thu hồi, nên cần có hướng xử lý nhằm tránh thất thu ngân sách, ông Bình nói. Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Bảy cho rằng cần làm rõ trách nhiệm các bên liên quan đến công trình bị chậm tiến độ. Công trình nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố nhưng ngưng trệ nhiều năm, gây ảnh hưởng mỹ quan, yêu cầu phát triển, ông nói. Việc này cũng được nhiều đại biểu khác đồng tình và cho rằng Trung tâm Triển lãm Thủ Thiêm là một trong những dự án điển hình cho thấy mâu thuẫn rất lớn khi ban đầu các báo cáo đều nêu chọn được nhà thầu đủ năng lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vấn đề như nhà thầu không đảm bảo ảnh hưởng tiến độ chung. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc phụ trách Ban dân dụng và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Triển lãm Thủ Thiêm được giao về cho đơn vị phụ trách từ tháng 2 năm ngoái, công trình đã hoàn thành phần thô nhưng chưa thể thi công hoàn thiện bởi vướng mắc về gói thầu sản xuất và lắp dựng vách kính, khung rỡ vách ngăn. Gói thầu này có trị giá 107 tỷ đồng nhưng là hạng mục bao che bên ngoài nên khi dừng thi công dẫn đến các gói khác cũng không thể triển khai. Mặt khác do dự án bị dừng thi công nhiều năm nên phát sinh chi phí như trượt giá, hư hỏng thiết bị, chi phí bảo vệ công trường với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Theo ông Trường, sau khi tiếp nhận dự án, đơn vị đã mời nhà thầu phụ trách gói thầu trên làm việc, Tuy nhiên, đơn vị này không hợp tác với lý do các vướng mắc cũ chưa giải quyết xong nên không chấp thuận làm việc với chủ đầu tư mới. Vì vậy, Ban Dân dụng và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tính đề xuất dừng hợp đồng và khởi kiện nhà thầu này bởi đã tạm ứng 42 tỷ đồng nhưng chưa có khối lượng thi công hoàn thành. Sau đó, chủ đầu tư sẽ đấu thầu chọn đơn vị mới thi công. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nói rất xót xa, xa khi công trình được kỳ vọng nhưng bị ngưng trệ nhiều năm. Bà yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan. Dự án thu hồi đất của người dân, ngân sách nhà nước bỏ kinh phí đầu tư nhưng 6 năm rồi vẫn bình chân như vậy. Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố nói và đề nghị chủ đầu tư đề xuất hướng xử lý tiếp tục công năng cũ hay đề xuất công năng khác để đảm bảo an toàn.